Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Lớn lên cùng con của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, nhiều bậc cha mẹ có suy nghĩ khi trẻ còn nhỏ thì không nên cho trẻ tiêu tiền, lại càng không nên dạy cho trẻ cách tiêu tiền vì sợ trẻ biết tiêu tiền sớm thì sau này sẽ chi tiêu hoang phí. Tuy nhiên thì một số gia đình lại cho con tiêu tiền từ rất sớm. Đi học, ngoài tiền ăn sáng thì vẫn thường xuyên cho con thêm tiền tiêu vặt. Vậy chúng ta có nên cho trẻ tiêu tiền từ sớm hay không? Và các bậc phụ huynh cần phải giáo dục như thế nào để trẻ tiêu tiền đúng mục đích và hợp lý? Đây là chủ đề của chương trình hôm nay. Và nhân vật chính tham gia chương trình xin được giới thiệu với quý vị gia đình bé Phú Khang. Con xin chào các quý vị khán giả của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Con tên là Lê Phú Khang, con học lớp 4G, trường tiểu học Hiến Nam. Còn đây là bố của con. Bố của con tên là Lê Văn Khải. Năm nay bố của con 51 tuổi và làm nghề kinh doanh. Còn đây là mẹ của con. Mẹ của con tên là Trần Thị Thu Hường. Mẹ của con năm nay 41 tuổi và làm nghề kinh doanh. Còn đây là anh của con. Anh của con tên là Lê Quốc Việt, học lớp 7C, trường trung học cơ sở Hiến Nam. Biệt danh của anh con là Bo, còn của con là Bobby. Gia đình con rất vui khi được tham gia chương trình Lớn lên cùng con. Mong quý vị khán giả ủng hộ cho gia đình con nhé. Và cùng đồng hành với chương trình, xin được giới thiệu sự góp mặt của diễn giả Minh Tâm. Xin chào quý vị khán giả, tôi là Minh Tâm, chuyên viên huấn luyện của công ty đào tạo kỹ năng sống CTS Hưng Yên. Và rất vui khi ngày hôm nay tôi được đồng hành với chương trình Lớn lên cùng con. Cô Tâm xin chào Phú Khang và xin chào Quốc Việt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chơi một trò chơi đố vui nhé. Các con sẵn sàng chưa? Rồi, câu hỏi số 1 dành cho các con này. Con gì càng to càng nhỏ? Ai biết giơ tay trả lời? Rồi, cô mời Quốc Việt trước nào. Con chó, con cua. Chính xác, một tràng vỗ tay dành cho Quốc Việt nào. Đầu tiên cho Quốc Việt nha. Rồi, câu hỏi số 2 này. Trái cam, trái táo, trái đất, trái quýt, trái bưởi, trái gì không ăn được? Rồi, cô mời Phú Khang. Cháu là trái đất ạ. Trái đất không ăn được, vì sao? Vì trái đất nó là một hành tinh ạ. Bạn Phú Khang rất là thông minh, một tràng vỗ tay dành cho Phú Khang ạ. Rồi, các con đã thả lỏng và thoải mái hơn chưa? Rồi, vậy thì ngày hôm nay các con cùng với ba mẹ và cùng với cô Tâm sẽ tiếp tục đồng hành với chương trình Lớn lên cùng con nhé. Vâng thưa quý vị, cuộc trò chuyện ngắn vừa rồi thì cũng đã giúp chúng ta hiểu thêm về bé Phú Khang cũng như là các thành viên trong gia đình. Xin được cảm ơn gia đình bé Phú Khang và diễn giả chị Minh Tâm đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và thưa quý vị, là với chủ đề của chương trình ngày hôm nay thì xin mời chuyên gia cũng như quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng xem nhân vật chính của chúng ta, bạn Phú Khang sẽ xử lý như thế nào với tình huống mà chương trình đưa ra. Mẹ vừa đưa cho con tiền đó. Tiền của con ở đây. Hôm nay mẹ không nấu được đồ ăn sáng thì con ra con mua gì? Con ra mua sôi à? Mẹ cho con tiền nhá. Nhưng mà con đi ra con ăn gì con mua nhá. Vâng ạ. Đi học ngoan nhá. Đi. Vâng. Đi cẩn thận như thế nhá. Con chào bố mẹ. Vâng ạ. Bà cho cháu 10.000 hộp xôi ạ. Không ít nước thì cho người trả đấy ạ. Trả vâng. Đi đưa bà 50.000 đúng không? Vâng ạ. Vâng, cho. Chào bà. Sáng cô đưa cho con cái gì nhỉ? Mẹ đưa con gì? Tiền ạ. Thế tiền này có dùng hết không? Không ạ. Thế đâu rồi? Kia. Con phải lên lấy. Vâng. Trả bố bao nhiêu? Như thế nào? Thiếu hết bao nhiêu? Thiếu hết bao nhiêu? Mười nghìn ạ. Thế còn thừa bao nhiêu? Còn thừa 40.000. Còn thừa 40.000 đúng không? Vâng. Thế sáng con ăn gì?
Sáng con ăn xôi ạ. Học hành thế nào? Học hành cũng ổn ạ. Ổn ạ. Vâng ạ. Thế nhà đây, bố cho con 10.000 để chiều con ăn gì thì con mua con ăn được không? Ăn gì? Vâng ạ, xin. Thế chiều ăn gì? Chiều à, đấy, vừa cái bé bố cho con 10.000 nhé. Vâng ạ. Thì để chiều con ăn cái gì nè, con mua con ăn. Vâng ạ. Được chưa? Vâng ạ. Cảm ơn ông, mời bố ăn cơm. Cảm ơn nhà. Đi về. Đi làm về. Mua gì đây? Thế là bạn Khánh nhỉ? Mày có mua cái gì không? Cái gì? Mày có mua không? Chị, tao có tiền. Có tiền không? Tao có tiền. Đi mua Khánh rồi. Gì đó? Không. 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 Em mua cái gì khác đi. Em mua vô không? 15.000 hai có gì vậy? Mua không? Em mua xúc xích. Ừ? Em mua xúc xích. Thôi, em mua xúc xích. Thôi á. Đi hay là mua gì vậy? Lego 5.000. Mua Lego không? Thôi, bây giờ Lego 5.000 rồi. Thì không có mua được. Bây giờ đi xem kia xem. Mua kèo không? Chúng ta vừa được theo dõi tình huống của Phú Khang. Và xin hỏi anh Khải và chị Hương, đó là anh chị có thường xuyên cho hai bé tiền để mua đồ ăn sáng không ạ? Thực ra cũng ít thôi. Thì thỉnh thoảng ví dụ hôm nào nhỡ thôi thì cho con đi ăn sáng, cho tiền cho con đi ăn sáng thôi. Chứ thường thường ở mẹ nhà mẹ cho lấu cho ăn sáng. À dạ vâng, may quá là có bố xác nhận là bình thường á, là mẹ ở nhà có nấu rồi, hôm nào bị nhỡ thôi thì Phú Khang mới phải tự đi mua đồ ăn sáng. À, vậy thì cái lần đầu tiên mà anh chị cho bé tiền để mua đồ ăn sáng là khi nào ạ? Khi bé học lớp mấy? Khi cháu học lớp 4. À, tức là khi cháu học lớp 4 là mình đã bắt đầu cho bé tiền để bé tự mua ăn sáng khi mà bị nhỡ rồi. Qua theo dõi cái tình huống vừa rồi á, thì không biết là anh chị có cảm thấy hài lòng với cách tiêu tiền của bé không? Thì thực ra là nếu mà cho tiền đi ăn sáng thôi, chứ còn cho tiền mà mua quà vặt cái thứ ở cổng trường thì ít khi nữa. Thường là buổi sáng này chỉ có 10.000 để mua xôi thôi. Yeah. Còn hôm nay thì trong clip là có phát sinh một chút là đúng cho rồi. Thêm tiền buổi chiều nữa. Yeah. Và hình như là bố cũng không hài lòng với việc mà bạn Phú Khang lại đi mua kem ăn. Quà ăn vặt ở cổng trường nó nhiều cái nó cũng không đảm bảo an toàn thực phẩm. Thế nên là anh chị cũng rất ít khi là cho tiền để cho cháu đi mua. Phú Khang thì sao? Sau khi mà xem lại clip của mình này, thế rồi thì lại thấy là bố hình như là rõ ràng là cho mình tiền để mua cái gì thì mua. Thế mà bây giờ mình mua kem thì lại có vẻ không hài lòng. Phú Khang cảm thấy thế nào? Thấy không? Đấy cũng là một chuyện cũng bình thường thôi. Bởi vì bố cháu cũng sợ cháu ăn cái gì mà không đảm bảo. Đấy thì vì sao mình lại quyết định là mua kem vậy? Ăn trước lúc đi học ạ. Ăn trước lúc đi học mà và mình chọn ăn kem. Chắc là bởi vì nóng quá nên là chọn cái kem ăn cho mát hả? Vâng ạ. Dạ vâng, thưa chuyên gia là việc con xin tiền tiêu vặt thì không phải là vấn đề xa lạ. Với nhiều gia đình có con đang ở độ tuổi đi học, liệu cha mẹ có nên cho con tiền trong giai đoạn trẻ chưa có những cái hiểu biết cơ bản hoặc là chưa hiểu biết đầy đủ về đồng tiền không ạ? Câu hỏi rất là thú vị và đây cũng là một trong những cái trăn trở, những cái nỗi lo lắng của rất nhiều các bậc phụ huynh trong cái giai đoạn mà con mình ở độ tuổi còn rất là nhỏ. Thế thì trước khi trả lời câu hỏi này thì cô Tâm muốn dành một lời khen ngợi cho Phú Khang, vì thông qua đoạn clip tình huống vừa rồi thì cô Tâm thấy Phú Khang là một cậu bé rất là ngoan, biết nghe lời bố mẹ và một chút nữa là con đã có một cái kỹ năng về tiêu tiền rồi đấy. Và cũng dành một lời khen dành cho ba mẹ là ba mẹ cũng đã có thể đã cung cấp cho con những cái thông tin về cách tiêu tiền, các cái thông tin về kiến thức về tài chính. Chính vì lý do đấy mà Phú Khang đã có cái câu trả lời là bạn ấy sẽ biết rằng là mua cái gì tốt
tốt cho bản thân và cái gì không tốt cho bản thân. Cho phép tôi được hỏi anh Khải quan điểm như thế nào về việc là cho con tiêu tiền sớm? Học lớp 4 thì cũng hơi sớm nhưng mà cũng phải cho con biết để cách nhận diện để tiêu tiền xem làm sao, nhưng mà nó phải phù hợp, nó phải đúng. Ví dụ như bố mẹ cho tiêu tiền là mua cái gì là phải mua đúng cái đấy. Còn chị Hường thì sao ạ? Cái việc mà cho con tiêu tiền sớm ấy thì cũng là để cho con biết được là cái giá trị của đồng tiền. Bố mẹ thì đi làm vất vả, nếu như con mà muốn xin một cái gì thì bố mẹ cũng sẽ cho, nhưng mà với cho đúng cái số tiền mà con cần thôi. Còn nếu mà để mà tiền ăn vặt thì gia đình là không có cho con tiền tiêu vặt lung tung. Dạ vâng, thế thì theo mẹ thì tầm khoảng bao nhiêu tuổi thì là độ tuổi thích hợp để mình cho bạn ấy tiếp xúc với tiền? Theo mình nghĩ thì tầm tuổi này là cũng lên cho con tiếp xúc với cả đồng tiền rồi. Vâng, cảm ơn câu trả lời của ba mẹ rất là nhiều. Chúng ta sẽ cùng cắt nghĩa một chút. Thứ nhất đó là cái từ sớm. Có một cái nghiên cứu của đại học Cambridge của Anh thì có nghiên cứu và chỉ ra rằng là cái thói quen tài chính ấy sẽ được hình thành từ trẻ ở giai đoạn 7 tuổi. Vậy thì cái giai đoạn 7 tuổi sẽ là giai đoạn phù hợp để các con sẽ được tiếp cận với tiền, các con sẽ học cách kỹ năng về quản lý về tài chính. Cái số 2 là những hiểu biết cơ bản về tài chính như thế nào, thì sẽ có 3 cái yếu tố mà ba mẹ sẽ cần phải quan tâm. Yếu tố số 1 đó chính là nhận biết về mặt tiền. Khi mà con đủ sự nhận biết, sự hiểu biết về mặt tiền rồi thì đấy chính là cái giai đoạn mà ba mẹ sẽ cần cho con tiếp xúc về tiền. Con sẽ hiểu được về cái giá trị của tiền. Ví dụ như là trong tình huống vừa rồi, Phú Khang được ba cho là bao nhiêu tiền nhỉ? 10.000 đúng không? Và với 10.000 thì Phú Khang có biết rằng là mình có thể mua được những thứ gì không? Cho cháu thì 10.000 có thể mua được nhiều thứ. Cô Tâm thấy là con có mua 2 que kem này, hay là con có mua 1 hộp xôi. Thì đấy chính là một trong những cái nhận biết đầu tiên mà ba mẹ sẽ dạy cho trẻ. Và cái yếu tố số 3 là chúng ta sẽ dạy cho trẻ là vì sao chúng ta cần phải sử dụng tiền. Rất nhiều các em bé trong giai đoạn từ 6 cho đến 10 tuổi, trong tư duy của các bạn ấy là tiền nó đến từ cái thẻ đấy. Và nhà con rất là nhiều tiền, nên con chưa có tư duy về việc chi tiêu tiền như thế nào cho hợp lý. Thì đó chính là 3 cái yếu tố cần thiết trong cái quá trình mà chúng ta dạy con về tài chính. Có thể thấy rằng là cái việc mà cho trẻ tiếp xúc với tiền sớm, hiểu biết về tiền là một cái điều cũng rất là quan trọng. Và như là anh Khải hay là chị Hương thì cũng có cái tư duy này. Tuy nhiên thì anh chị cho rằng là 10 tuổi thì cũng còn là sớm, nhưng mà thực tế thì là 7 tuổi là bắt đầu có thể làm việc này rồi đúng không ạ? Và qua tình huống thì có thể thấy rằng là Phú Khang thì rất là nghe lời bố mẹ. Khi mà được bố đưa cho 50.000 để mua hộp xôi thì bạn cũng chỉ mua đúng 10.000 tiền xôi, còn lại thì 40.000 là buổi trưa mang về để trả cho bố. Sau đó thì bố cho thêm 10.000 nữa để buổi chiều mua gì thì mua, thì bạn cũng đã mua 2 cây kem. Mặc dù là ban đầu thì định mua cái bút mới cơ, nhưng mà do là có bạn rủ dê khá là nhiều lần thì bạn đã quyết định là mua 2 cây kem để bạn một cái và mình một cái để cùng ăn kem. Chuyên gia chị Minh Tâm thì chị có nhận định như thế nào về điều này ạ? Ba mẹ đang làm rất là tuyệt vời với việc đó là chúng ta đã dạy cho con trước rồi về cái việc tiêu tiền như thế nào. Và đấy chính là một trong những cái thói quen chúng ta dạy cho con về các cái hành vi trong đời sống hàng ngày. Và khi mà các hành vi được lặp đi lặp lại nhiều lần thì nó tạo lên cái thói quen. Và rõ ràng rằng là trong tình huống vừa rồi là Phú Khang vận dụng những cái thói quen mà trước đó ba mẹ đã dạy cho con rồi. Vậy thì ba mẹ cứ tiếp tục cái việc là chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện cùng với con. Và một trong những cái chìa khóa then chốt trong việc dạy cho con về kỹ năng tài chính đó chính là đối thoại trực tiếp. Trong đời sống hàng ngày mình trò chuyện với con về tiền, mình trò chuyện với con về việc làm thế nào để kiếm ra tiền. Và con sẽ nhận biết được gì ạ? Cái giá trị của đồng tiền. Các con sẽ cần biết trân trọng cái số tiền mà ba mẹ kiếm ra, và từ đó thì các con sẽ học cách là trân trọng và biết cách tiêu tiền tốt hơn. Chuyên gia chị Minh Tâm thì rõ ràng là cũng đánh giá rất là cao cái việc tiêu tiền của bạn Phú Khang. Mặc dù là bố thì hơi không hài lòng một chút khi mà buổi chiều thì bạn lại mua kem. Nhưng mà ở đây thì có thể thấy rằng là rõ ràng là việc mà anh Khải cũng như là chị Hường cho bạn Phú Khang tiếp xúc với đồng tiền sớm thì cũng đã mang lại những cái lợi ích nhất định. Qua tình huống vừa rồi thì có thể thấy rằng là Phú Khang là một cậu bé rất là có quy tắc, và tiêu tiền của bố mẹ cũng rất hợp lý, cũng như là được sự cho phép của bố mẹ. Đây là những cái tín hiệu cũng rất là đáng mừng khi mà mình cho trẻ được tiếp cận với tiền sớm. Và rõ ràng là trẻ cũng đã có được hình thành được những cái lợi ích, ví dụ như là biết cách tiêu tiền này, nhận diện được đồng tiền này, giống như là chuyên gia chị Minh Tâm cũng đã phân tích. Tuy nhiên thì không phải là đứa trẻ nào khi mà được bố mẹ cho tiền sớm thì cũng đều có được cái cách xử lý, cái cách tiêu tiền giống như là Phú Khang. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi một clip.
lại nhẹ ra cái mua. Nhịn ăn sáng để mua. Ăn xôi 5.000. Còn đâu 5.000 thì mua gì? Cháu mua một bữa hay là thạch ở đấy. Sáng nay là bố mẹ cho bao nhiêu tiền? 10.000 ạ. Tức là hôm nào bố mẹ cũng cho 10.000 để mua đồ ăn vặt à? Buổi trưa thường mình ra đây mình mua những cái gì? Ừ, nhưng mà hôm qua thì mình mua cái gì nhỉ? Tôi mua kẹo này. À, cũng là kẹo này à? Có định mua gì? Đồ ăn với đồ chơi. Đồ ăn là cái gì? Mình mua cái gì nhỉ? Cái cay. Thế là đây là tiền bố mẹ cho mình để mua hay là như nào? Tiền tiết kiệm của con ạ. Tiền tiết kiệm là con đút vào lợn hay là mỗi lần mọi người cho là con cất đi? Tiền mỗi lần mọi người cho con cất đi ạ. Thành dừa mua mấy nghìn? 10.000 ạ. 1.000 một gói à? Thế là mình mua mấy gói? Một ạ. Thế là bạn này mua cái gì? Cháu mua cái cây cải tỏi. Thế là hết bao nhiêu tiền? Cái này 2.000, cái này cũng 2.000 ạ. Thế là đây là tiền bố mẹ cho à hay như nào? Tiền của em cháu ạ. Em sao mình lại lấy của em à? Em cho à, em cho tiền tiết kiệm của em à. Bố mẹ có biết không như nào? Không. Cái này cháu thích ăn thì cháu mua. Đây tiền tiết kiệm của cháu. Còn đây hôm nay mới là bố mẹ cho cháu. Tức là bình thường mình lấy tiền tiết kiệm của mình để mình mua à? Có thể thấy rằng là có rất nhiều bạn nhỏ cũng đã được bố mẹ cho tiền từ khá sớm để chi tiêu, mua đồ ăn sáng này. Thế nhưng mà có thể thấy rằng là qua clip thì chúng ta cũng có những cái điều mà khiến cho chúng ta cảm thấy băn khoăn, cảm thấy lo lắng khi mà đưa tiền cho con. Như là cái việc nhịn ăn sáng để tiết kiệm tiền mua đồ ăn vặt ở ngoài cổng trường. Bây giờ thì Đăng Mạnh lại tiếp tục đặt lại một cái câu hỏi đã đặt rồi với cả chuyên gia Trịnh Minh Tâm. Đó là chúng ta có nên cho trẻ tiêu tiền sớm hay không? Chúng ta xác định thứ nhất là độ tuổi, giai đoạn mà thích hợp nhất để có thể dạy con về tài chính và cho con tiêu tiền đó chính là giai đoạn từ 7 tuổi trở lên. Thứ hai là trong giai đoạn mà con chưa có những hiểu biết cơ bản về tài chính thì chúng ta sẽ cần phải dạy cho con những kiến thức cơ bản trước. Vậy thì khi mà trẻ chưa có những hiểu biết cơ bản về tài chính thì chúng ta chưa nên cho con tiêu tiền sớm. Ở đây thì có thể thấy rằng là có những bạn đã nhịn cái tiền ăn sáng đi. Lẽ ra thì bạn ăn 10.000 xôi mà bây giờ bạn chỉ ăn có 5.000 xôi thôi, để còn 5.000 buổi chiều bạn lại mua quà vặt cổng trường. Chuyên gia phân tích như thế nào về cái cách tiêu tiền của các bạn nhỏ này? Chúng ta dạy con về tài chính ấy, mà chúng ta chưa có dạy cho con những cái kiến thức cơ bản về tài chính thì nó sẽ dẫn đến rất nhiều những cái tác hại. Bên cạnh những cái mặt lợi, chúng ta sẽ thấy rằng là con sẽ nhanh nhạy trong việc tính toán này, con nhanh nhạy trong việc về tư duy và con sẽ biết cách tiêu tiền như thế nào, thì nó sẽ để lại những cái tác hại rất là lớn. Ví dụ như là các con sẽ chưa phân định được cái nào là cái cần và cái nào mà là cái muốn. Hai cái nhu cầu rất là quan trọng trong đời sống hàng ngày. Những cái cần là những cái cấp thiết phải có để phục vụ cái nhu cầu của con, còn những cái muốn là những cái gì ạ? Có hoặc là không có cũng không sao, nó chưa thực sự cấp bách và cần thiết. Thế nên là nó dẫn đến cái tình trạng là rất nhiều các bạn nhỏ khi mà được ba mẹ cho một khoản tiền thì ngay lập tức là các con nghĩ đến việc là các con sẽ sử dụng cái số tiền đó cho những nhu cầu mà các con muốn trước. Ví dụ như là các con thấy là bạn bè của mình ăn một cái món ăn rất là ngon ở ngoài cổng trường, và theo cái nhu cầu, cái hứng thú của các con thì các con nghĩ đến việc là hôm nay mình sẽ để một cái khoản tiền ngoài việc ăn sáng thì mình sẽ trích ra một phần để mình sẽ ăn các cái món ăn kia. Đó. Thế thì với những cái món ăn ở phía cổng trường ấy thì có rất nhiều những cái cảnh báo dành cho các ba mẹ là những món ăn mà không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, những món ăn mà không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thì sẽ dẫn đến cái tình trạng là ảnh hưởng đến sức khỏe của các con. Đó, thì cái tác hại rất là lớn là khi các con ăn những cái món ăn mà không có nguồn gốc đó thì các con sẽ dễ bị đau bụng này, các con sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái công việc liên quan về học tập này, hoặc là những cái sinh hoạt trong đời sống hàng ngày. Hay một trong những cái tác hại lớn nhất là các con khi mà không có sử dụng số tiền đúng mục đích thì các con sẽ tiêu tiền trong những cái việc ví dụ như là các con mua thẻ game. Đây là một trong những cái tình trạng đang báo động rất nhiều các gia đình, và các ba mẹ cũng trăn trở là tôi không thể đồng hành cùng với con 24/24 giờ được.
bởi vì chúng tôi vẫn còn phải làm việc, chúng tôi vẫn phải đi kiếm tiền. Thế thì làm nào để chúng tôi có thể giáo dục được con khi mà chúng tôi không biết con mình làm cái gì? Thế thì những cái tác hại như là con mua thẻ game hay con vào các cái cửa hàng để con chơi game thì nó sẽ tạo ra một cái hệ lụy rất là lớn, ảnh hưởng đến tinh thần này, ảnh hưởng đến sức khỏe, và đặc biệt quan trọng hết là chúng ta sẽ mất cái sợi dây kết nối giữa con cái và với ba mẹ. Thực tế thì chúng ta cũng đã thấy rằng là có những bạn trẻ đang sống một cái lối sống gọi là hưởng thụ đấy. Các bạn chỉ biết nhận thôi và thiếu trách nhiệm với những người xung quanh, thiếu trách nhiệm với cộng đồng. Liệu có phải là bởi vì chúng ta đã cho trẻ nhận những đồng tiền từ quá sớm mà không dạy cho trẻ về cách tiêu tiền không? Chính xác là ba mẹ đang nuông chiều con, và chúng ta đang dạy con theo bản năng chứ không có dạy con theo phương pháp. Và khi không có phương pháp thì chúng ta sẽ chưa biết định hướng con như thế nào. Và cái hệ lụy nó để lại là khi mà vấn đề nó xảy ra rồi, ba mẹ mới bắt đầu giật mình là trời ơi, mình đã cho con mình tiêu tiền sai cách rồi, mình đã cho con mình tiếp cận về đồng tiền từ quá sớm rồi. Và đặc biệt rất là quan trọng là mình mất cái sợi dây kết nối, mình không biết là con mình có cái nhận thức cơ bản về tiền như thế nào và con tiêu tiền ra sao. Các con về nhà và các con nói dối ba mẹ là ngày hôm nay con sử dụng hết số tiền đấy để ăn sáng rồi, nhưng kỳ thực là các con sử dụng tiền vào nhiều các mục đích, ví dụ như mua đồ chơi này, đúng không ạ, hoặc là mua các cái đồ ăn ở cổng trường này, hoặc là có rất nhiều các bạn nhỏ là nhịn ăn sáng để có thể là đi chơi game. Và trong tư duy của con hiểu rằng là khi con chi tiêu không hợp lý là con sẽ biết là bố mẹ sẽ mắng và sẽ trách mình, và con sẽ lựa chọn cái phương pháp là con sẽ nói dối. Vậy thì để đề phòng những cái tình huống xảy ra, những cái hậu quả, thì ngay lập tức ba mẹ sẽ cần phải trau dồi cho con những cái phương pháp và những cái kỹ năng quản lý tài chính càng sớm càng tốt ạ. Như vậy thì chắc hẳn là chúng ta cũng đã có được những cái bài học rút ra rồi, làm như thế nào để mà cho con tiền một cách đúng cách. Câu hỏi này thì xin được hỏi anh Khải trước. Theo anh thì bài học rút ra của chúng ta là gì? Cho con tiền nhưng mình biết con cái mình sử dụng đồng tiền đó vào mục đích gì. Thì con ăn gì hoặc là con mua cái gì mình phải biết là con phải sử dụng đúng mục đích, chứ không phải là để cho con cứ đi mua những cái thứ mà nó không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Anh Khải thì rất là quan tâm tới vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, quà vặt cổng trường. Thế còn chị Hương thì sao ạ? Trước khi mà cho con tiền ấy, thì mình sẽ hỏi con là con sẽ mua gì, và con bảo là con ăn xôi hoặc ăn bánh mì thì mình sẽ cho tiền để mua. Và bao giờ mình dặn con là con không được ăn lung tung mà phải mua đúng cái đồ ăn sáng đấy, để con ăn, chứ không phải là con sẽ dành tiền để mua đồ ăn vặt, đồ linh tinh. Vậy còn ý kiến của chuyên gia chị Minh Tâm thì sao ạ? Ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các ba mẹ thêm một trong những cái phương pháp rất là tuyệt vời để ba mẹ có thể áp dụng ngay bây giờ. Đó chính là phương pháp 4 cái lọ. Và đây chính là một trong kỹ năng dạy cho trẻ về cái kỹ năng quản lý tài chính rất là tuyệt vời. Và nó dựa trên cái triết lý 3 khốc trong giáo dục. Đó chính là dạy cho trẻ về đạo đức, thứ hai là nghị lực, và thứ ba là cái trí tuệ. Bài học về đạo đức đó chính là bài học về gì ạ? Về lòng biết ơn. Các con sẽ biết được là cái khoản tiền này nó đến từ đâu. Để tránh cái trường hợp là rất nhiều các bạn nhỏ, thậm chí là cô Tâm có tương tác tiếp xúc với rất nhiều các anh chị học cấp 2, cấp 3, thì đến bây giờ các anh chị vẫn chưa biết là tiền nó đến từ đâu. Hiểu được tiền này nó đến từ đâu ấy, thì mình sẽ biết cách trân trọng, mình sẽ học được cái bài học về sự biết ơn. Cái thứ hai là cái nghị lực. Rèn cho trẻ nghị lực trong kỹ năng quản lý tài chính là như thế nào? Là khi con đứng trước những cái món đồ, những cái nhu cầu mà con muốn ấy, thì con có vượt qua được nó hay không? Và chúng ta giúp cho trẻ phân định được gì ạ? Hai cái nhu cầu, một là cần và hai là nhu cầu muốn. Cần là những cái món đồ mà gì ạ? Bắt buộc phải có. Còn muốn là những món đồ là gì ạ? Muốn có, muốn sở hữu nhưng chưa thực sự cần thiết thì có nên mua hay không? Bà Nini là giám đốc của ngân hàng đầu tiên trên thế giới dành cho trẻ em ấy, thì bà có hướng dẫn là gì ạ? Khi các con nhận được một khoản tiền nào đó thì ngay lập tức các con sẽ sử dụng cách đó là phân chia số tiền này ra theo 4 cái lọ ở đây. Thì chúng ta còn thực hiện được một cái nguyên lý 3 gốc trong giáo dục nữa, đó chính là cái yếu tố thứ 3, đó chính là yếu tố về trí tuệ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử nhé. Ví dụ như là ngày hôm nay Phú Khang làm rất là tốt và cô Tâm thưởng cho Phú Khang một cái khoản tiền. Con sẽ kiểm tra giúp cô xem là trong cái phong bì này con nhận được bao nhiêu tiền nhé. Cô Tâm sẽ thưởng cho anh Việt cũng một cái phong bao. Và bây giờ con sẽ kiểm tra xem là trong cái phong bao này có bao nhiêu tiền. 100. Bạn Quốc Việt là có 100 ngàn đúng không ạ? Thế còn Phú Khang thì sao? Chúng ta có 200 nghìn. Vậy thì số tiền mà các con đang nhận được nhá, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chia. Ba mẹ sẽ hướng dẫn cho các con về việc là phân loại và ưu tiên số tiền vào các quỹ. Quỹ đầu tiên, rồi
Khang với Việt đọc giúp cô. Quỹ này là quỹ gì nhỉ? Quỹ tiêu dùng dài hạn. Quỹ tiêu dùng dài hạn. Thế thì quỹ tiêu dùng dài hạn này sẽ dùng cho việc gì? Là sẽ dùng cho những cái mục đích và những cái mong muốn của các con trong đời sống hàng ngày. Và khi mà chúng ta đủ cái số tiền thực hiện cái công việc đấy, nhiệm vụ đấy, thì chúng ta mới được phép gì ạ? Mới được phép chúng ta tiêu. Ví dụ như là Phú Khang sắp tới con thích một cái món đồ gì không? Một cái cặp sách ạ. À, một cái cặp sách đúng không ạ? Thế thì đây sẽ là một trong những cái quỹ để con có thể thực hiện những cái mong muốn, mục tiêu đời sống hàng ngày của con. Ngoài việc là mua một chiếc thước kẻ này, một chiếc cặp sách này, thì chúng ta có thể làm rất nhiều những cái việc khác. Khi mà chúng ta có cái quỹ này rồi thì chúng ta sẽ học cách là chúng ta phân loại và chúng ta tiết kiệm vào đây. Và cái quỹ tiêu dùng dài hạn này chúng ta sẽ dành vào đây, đó là 30%. Quỹ số 2 đó chính là quỹ đầu tư, nghĩa là chúng ta sẽ dạy cho con cái kỹ năng để kiếm tiền từ sớm. Có một số các hình thức đầu tư, ví dụ như là chúng ta có thể làm gì nhỉ? Để nó có thể sinh ra tiền này. Tiết kiệm vào ngân hàng ạ. À đúng rồi, tiết kiệm vào ngân hàng để ngân hàng giữ tiền giúp mình và số tiền đấy sẽ có gì? Sinh ra tiền ạ. Đúng rồi, sẽ có lãi cho chúng ta, thì đấy chính là một trong những hình thức đầu tư. Cái tiếp theo nữa, đó chính là quỹ cho đi. Quỹ cho đi sẽ dành cho những trường hợp đó là khi con gặp những người khó khăn này, những người thiếu thốn này, thì chúng ta sẽ sử dụng cái quỹ này 10% để chúng ta sẽ sử dụng trong những cái dịp mà chúng ta đi làm thiện nguyện. Cuối cùng đó chính là quỹ tiêu dùng. Và cái quỹ này thì chúng ta sẽ dành khoảng 30%. Vậy thì bây giờ sẽ có một trò chơi dành cho bố mẹ và cho các con. Bây giờ chúng ta sẽ chia đội làm hai đội, được không ạ? Bây giờ các con sẽ cầm lấy phong bao của các con nhé. Cầm lấy số tiền vừa rồi mà cô Tâm tặng cho các con. Rồi, bây giờ cô Tâm sẽ cung cấp là 4 cái nọ này. Và chúng ta sẽ có khoảng 3 phút để làm bài tập này. 3 phút dành cho các bà mẹ, bắt đầu. Đầu tiên là đội của Ba Khải và của Quốc Việt. Quốc Việt có tất cả bao tiền nhỉ? Đó, 100.000. 100.000, thế thì con chia như thế nào cho 4 quỹ này? Con chia đó là quỹ tiêu dùng là 30.000, quỹ cho đi 10.000, quỹ đầu tư 30.000 và quỹ tiêu dùng dài hạn là 30.000 ạ. Rất chính xác. Tiếp tục là đội của Phú Khang và mẹ Hương ạ. Quỹ tiêu dùng dài hạn là 60.000 ạ. Quỹ đầu tư là cũng 60.000 ạ. Quỹ cho đi là 20.000 ạ. 20.000 ạ, còn quỹ tiêu dùng cũng là 60.000 ạ. Cô Tâm hỏi thêm một câu hỏi nữa dành cho Phú Khang này. Quỹ cho đi, vừa rồi là con có phân loại vào đây là 20.000. Thế thì con sẽ sử dụng cái quỹ cho đi này như thế nào? Khi nào có những người cần khó khăn hoặc là những người vô gia cư thì con sẽ cho những người đấy ạ. Rồi, rất là tuyệt vời. Rất nhiều ba mẹ đã áp dụng cái kỹ năng quản lý tài chính bốn nọ như thế này và hỗ trợ cho các con là gì? Ví dụ như cái quỹ đầu tư ở độ tuổi này, nhiều ba mẹ chưa muốn là con nghĩ nhiều về việc kiếm tiền. Thế thì cũng không sao cả, vì thời điểm này là thời điểm mà các con sẽ cần dành thời gian cho việc học và rất nhiều các công việc khác. Thì ba mẹ có thể trò chuyện, nói chuyện với con về cái quỹ đầu tư là mình tiết kiệm đến khi mà con tròn 18 tuổi. Con thì có thể sử dụng cái khoản tiền này để con làm các cái dự định liên quan về đầu tư, đúng không ạ? Hoặc là đối với khoản quỹ tiêu dùng dài hạn này này, khi mà các con muốn mua một món đồ thì các con hay có xu hướng là xin bố mẹ tiền. Bố lại áp dụng kỹ năng quản lý tài chính là quay về bốn cái nọ này là hai bố con mình sẽ đi kiểm tra xem là cái quỹ tiêu dùng dài hạn của con có đủ khoản tiền để mua món đồ đấy hay chưa. Và khi mà chưa đủ số tiền để mua món đồ đấy thì sao ạ? Thì chúng ta sẽ chưa mua. Đó, và đấy cũng chính là một kỹ năng dạy cho các con cái kỹ năng, cái yếu tố về nghị lực, cái yếu tố vượt khó, để làm sao các con sẽ hình thành nên việc là đôi khi trong cuộc sống có những thứ mà các con muốn nhưng mà chúng ta chưa được phép. Và mình sẽ dạy cho các con cái bài học đấy rất là tuyệt vời. Và chúc mừng gia đình đã hoàn thành thử thách vừa rồi. Thưa quý vị, rõ ràng là kiếm tiền thì đã rất là khó rồi. Tuy nhiên thì tiêu tiền lại còn khó hơn rất nhiều. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ phải dạy cho con trẻ cách tiêu tiền từ sớm. Và theo như chuyên gia Trịnh Minh Tâm chia sẻ thì đó là khi 7 tuổi là chúng ta đã có thể dạy trẻ cách tiêu tiền rồi. Một lần nữa thì xin được cảm ơn chuyên gia Trịnh Minh Tâm rất nhiều về những chia sẻ thật hữu ích trong chương trình. Thưa quý vị, để không khí của chương trình thêm phần vui nhộn, sôi động và gắn kết, chúng tôi sẽ mời gia đình bạn Phú Khang cùng tham gia vào một trò chơi nhỏ có tên là khoanh số. Luật của trò chơi này thì như sau. Bạn Phú Khang và mẹ sẽ là một đội và sẽ cầm bút màu đỏ. Bạn Quốc Việt và bố sẽ là một đội và cầm bút màu xanh. Nhiệm vụ của các thành viên đó là sẽ phải khoanh số từ 1 cho tới 100. Khi mà khoanh được số nào
thì người đó sẽ phải hô thật to lên. Ví dụ như là khoanh được số 1 thì sẽ hô thật to là số 1, để những người còn lại sẽ tìm số 2. Và cứ như vậy cho tới số 100. Sau khi mà đã khoanh đủ 100 số thì chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem đội nào khoanh được nhiều số hơn thì đội đó sẽ giành được chiến thắng. Bây giờ thì gia đình mình đã hiểu luật chơi chưa ạ? Vâng. Và đã sẵn sàng đến với trò chơi này chưa? Sẵn sàng. Chúng ta sẽ tìm từ số 1. Chín. À rồi, ok. Hết. Một này, hai này. Đội đỏ khoanh được 46 thì đội xanh sẽ khoanh được là bao nhiêu nhỉ? Quốc Việt. Năm mấy? Đội xanh là sẽ khoanh được là 54 ạ. 54. Thưa quý vị, ở trò chơi khoanh số thì đội của bố và Quốc Việt đã giành chiến thắng. Và để đội Phú Khang và mẹ có thêm cơ hội thể hiện thì chúng ta sẽ cùng đến với trò chơi thứ hai. Trò chơi này thì sẽ có luật chơi như sau. Ta sẽ chơi 5 lượt, đội của mẹ và Phú Khang sẽ có nhiệm vụ là sẽ gạch những số chẵn do MC đọc ra. Mình sẽ phải có nhiệm vụ tìm được số đó và gạch vào số đó. Trong thời gian chỉ có 5 giây thôi. Và đội của bố thì sẽ gạch vào số lẻ do MC đưa ra. Rồi. Hai đội đã rõ chưa ạ? Rõ. Chúng ta sẽ đến với đội số chẵn đầu tiên nhá. Dạ. Vâng. Số chẵn này, số 2, xin mời lên tìm số 2 nào. Rất nhanh chóng. Mời đội của bố, chúng ta sẽ tìm số 1. Cũng rất nhanh. Dạ. Xin mời số 4. 5, 4, 2, 2, 1. Hết là. Xin mời số 7. Vâng, rất nhanh. Xin mời số 10. Hết giờ. Vâng, mười trên đường rồi. 15 ạ. Rất nhanh chóng. Và bây giờ là số 20. Hết giờ. Số 25 ạ. Vâng, rất xuất sắc. Xin mời số 22. Hết giờ. Trò chơi vừa rồi á thì đội của bố và Quốc Việt là đội rất là xuất sắc. Đấy. Khi mà tận dụng 5 giây cực kỳ hiệu quả. Có những số thì chưa cần đến giây nào đã gạch xong rồi. Còn đội của mẹ Phú Khang thì hơi khó khăn hơn một chút trong cái việc mà tìm số. Dễ hiểu thôi bởi vì là anh Việt lớn hơn mà, đúng không Phú Khang? Thưa quý vị, chúng ta đã cùng với gia đình bé Phú Khang trải qua hai trò chơi nhỏ thôi nhưng mà rất là vui nhộn và nó đã giúp các thành viên trong gia đình gắn kết với nhau nhiều hơn. Ở trò chơi này thì đã giúp cho các bạn nhỏ nhận biết được các con số từ nhỏ cho tới lớn. Nó cũng giống như việc các bạn nhỏ sẽ nhận biết được mệnh giá của mỗi đồng tiền, và trên suốt hành trình đó thì cha mẹ luôn luôn là người đồng hành cùng với con cái để giúp cho các bạn biết được mệnh giá của các đồng tiền, biết được cách tiêu tiền như thế nào cho hợp lý, và quan trọng hơn cả là biết được giá trị đồng tiền được làm ra, được kiếm ra nó đã khó khăn như thế nào, để các bạn có ý thức, có trách nhiệm hơn trong việc tiêu tiền. Và đây sẽ là hành trang để các bạn vững bước vào tương lai trong thời gian sắp tới. Một lần nữa thì xin được cảm ơn gia đình của bé Phú Khang đã tham gia chương trình Lớn Lên Cùng Con của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin được cảm ơn chuyên gia, diễn giả chị Minh Tâm. Và thưa quý vị, nhân dịp này thì chương trình cũng có những phần quà của nhà tài trợ dành cho gia đình bé Phú Khang. Phần quà đầu tiên dành cho gia đình Phú Khang đó chính là bộ sách Lớp Học Đậu Ngọt của diễn giả nổi tiếng Phan Hồ Điệp. Tiếp theo sẽ là một phần quà trị giá 2 triệu đồng tới từ nhãn hàng Vinamilk. Thưa quý vị, chương trình Lớn Lên Cùng Con với chủ đề Có Nên Cho Trẻ Tiêu Tiền Sớm tới đây xin được tạm dừng. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.